con chuột chin chít, bộ lông màu cho, ngoi trên gác mái, nhìn cứ thập thò. Sao con chuột trong bài thơ của người ta đáng yêu thế, mà chuột anh ba chả cú bắt được nó lạ lắm mọi người ạ. Một con như này phải to gấp mấy chục lần những con thông thường. Vậy rốt cuộc đây là loài chuột gì và cái kích thước siêu to khổng lồ kia là sao? Hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Hiền Đẹp Dai bình luận, chàng khờ đang bí làm thơ, coi chị Mèo Ú có thơ ngay liền. U tà tà, bắt gặp bạn này cũng thích làm thơ giống mèo nè. Người ta đã bảo rồi, làm thơ là phải có vần, nếu không có vần thì thôi. Nên là chị em mình cứ ngẫu hứng được đến đâu thì đến, ha ha. Tiếp theo bạn UOFFICAL bình luận, chị Mèo ơi, chị ăn cá chả bạc cá chả bu chưa vậy chị? Chị thì chắc chắn là chưa rồi. Ngày nào cũng ăn cơm chan nước mắm, lấy đâu ra tiền mua cá hả em ơi? Mà đây lại còn là mấy loài cá đặc biệt nữa, FA như chị chỉ biết ước thôi. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, nhờ có nội công thâm hậu, anh ba chả cú đã nhanh chóng có được chiến lợi phẩm đầu tiên. Con chuột xấu số chắc đang đi kiếm ăn thì được anh tiễn về chầu ông bà ông vải. Nhân đây chúng ta mới có cơ hội quan sát em nó kỹ hơn. Một bộ lông màu xám bẩn thỉu hôi hám chính là đặc điểm nhận dạng chung của loài chuột. Nguyên nhân là vì chúng thường lựa chọn sinh sống và chui rúc trong những khu vực ẩm thấp và ô nhiễm. Dành cho bạn nào đang thắc mắc về danh tính của loài chuột khổng lồ thì thực tế chúng là chuột hải ly có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Ngày hôm nay, anh ba chả cú cùng những người đồng đội có nhiệm vụ cao cả là săn bắt nhằm đối phó với nạn xâm hại mà bọn này gây ra. Thực tế, những con chuột khổng lồ với hàm răng màu cam nổi bật này đang lan tràn khắp vùng ven biển Mỹ. Đi tới đâu chúng phá hoại tới đó. Bằng chứng là rất nhiều vườn cây hạnh nhân, sân golf và cầu đường bị tổn hại. Xét về lịch sử, chuột hải ly là loài động vật có vú bán thủy sinh bản xứ ở Nam Mỹ. Chúng được đưa vào Mỹ cuối thế kỷ 19 nhằm phục vụ buôn bán lông thú. Sau khi thoát khỏi môi trường nuôi nhốt, loài chuột này không ngừng phát triển. Thậm chí chúng có thể nặng hơn 9kg và sinh sản quanh năm. Đây đều là những yếu tố khiến loài này trở nên rất khó tiêu diệt. Tại nơi anh ba đang sinh sống, chuột hải ly nằm trong danh mục bị săn lùng nhiều nhất. Ngoài ra, hoạt động săn chuột diễn ra quanh năm bởi ai cũng hy vọng loài xâm hại này sẽ bắt đầu diệt vong. Không những thế, các nhà chức trách và đơn vị có thẩm quyền đã dành hơn 2 thập kỷ cùng 30 triệu đô để tiêu diệt chuột hải ly cũng như sẵn sàng giúp đỡ các bang khác. Vậy mới thấy, một khi quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, con người sẽ trở nên đồng lòng hơn bao giờ hết. Nếu Mèo đếm không nhầm thì hiện tại trên tay anh đang cầm là con thứ 5 rồi. Bọn này tuy to lớn nhưng được cái chậm chạp, vậy nên việc săn bắt không quá khó khăn. Chủ yếu là vì số lượng chúng quá đông nên đây mới trở thành vấn đề nan giải. Để thưởng cho mọi người, anh quyết định dẫn họ đi một bữa no nê. Mèo cứ tưởng phải đi ăn buffet hay gì đó cơ. Ai mà ngờ quán ăn được lựa chọn lại là cửa hàng đồ ăn nhanh. Sau đó thì ai về nhà nấy để nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Đúng như kế hoạch, khi trời vừa sáng các anh đã có mặt trên thuyền để tiếp tục săn chuột. Chứng tỏ số lượng chuột hải ly tại đây phải nhiều dã man con ngan. Vì ai cũng đang vô cùng háo hức nên anh ba bảo anh lái thuyền hãy tăng tốc nhanh nhất có thể. Càng đến sớm thì họ càng có nhiều thời gian bắt chuột hơn. Dĩ nhiên trước đó, anh ba chả cú đã dành hàng giờ đồng hồ để quan sát cũng như tìm hiểu địa hình nơi này. Bởi các cụ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh không tin ngày hôm nay lại có con chuột nào trốn thoát được. Quan sát xung quanh các bạn sẽ nhận thấy chỗ này tương đối vắng vẻ. Không những thế, phía dưới chân còn là rất nhiều cỏ dại đã héo khô. Tất cả đều là hệ quả do lũ chuột hải ly gây ra. Vậy nên, càng nghĩ anh ba càng thấy cay cú chúng nó. Cứ thấy con nào xuất hiện là anh xả súng ngay và luôn không ngần ngại. Cái kết không nói thì ai cũng biết là lần lượt từng cái xác chuột được anh nhặt lên thuyền. Thật ra cũng không gọi là thuyền bởi đây là một phương tiện khá đặc biệt lần đầu anh ba được trải nghiệm. Em nó là ý tưởng của một hảo anh em trong nhóm. Điểm nổi bật nhất là có thể di chuyển cả trên cạn và dưới nước. Thế nên những con chuột có muốn lặn xuống nước để trốn cũng không thoát được. Không hổ danh báo thủ ba chả cú, một khi đã quyết tâm làm cái gì là sẽ làm tới cùng. Từ nay bọn chuột có nghe danh anh ở đâu cũng chỉ còn biết vắt chân lên cổ mà chạy. Mèo cũng không biết đây đã là con chuột thứ bao nhiêu được các anh thu phục rồi. Chỉ thấy anh ba bảo vẫn còn nhiều lắm. Chúng nó đang lẩn trốn quanh đây. Phải chịu khó quan sát và kiên trì chờ đợi thì mới phát hiện ra được. Đang đi bỗng nhiên một thành viên trong đoàn phát hiện mấy cái xác chuột nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tới gần còn ngửi thấy mùi khó chịu do chúng đang phân hủy. Chắc hẳn đây là tác phẩm của những người đã từng tới đây săn bắt trước đó. Hoặc cũng có thể do bọn này tự đuối nước mà ra đi chân lạnh toát. Nói chung là dù lý do gì đi chăng nữa các anh cũng không định quan tâm quá nhiều. Bởi chúng càng giảm bớt số lượng thì càng đỡ mất công chứ sao. Nếu các bạn đang tò mò vì sao anh ba chả cú lại có mặt trong những chuyến đi thế này, thì câu trả lời là anh chỉ đang bảo vệ cuộc sống của chính mình mà thôi. Thú thật ở nhà anh cũng đang có một vườn cây ăn trái tương đối rộng lớn. Nếu cứ ngồi im một chỗ chờ đợi các nhà chức trách thì mất trắng là cái kết đang chờ đợi anh.
Vậy nên anh mới quyết định rủ thêm mấy hảo anh em hàng xóm cùng nhau lên đường. Tự tay họ sẽ giải quyết vấn đề của mình, dù biết chỉ tiêu diệt ngần ấy chuột là chưa bõ bèn gì. Thế nhưng méo mó có hơn không, và lại làm xong công việc anh nào cũng thấy sảng khoái và yên tâm bội phần. Chưa hết, tối hôm đó trở về họ còn được cùng nhau mở một đại tiệc ăn mừng những chiến tích đã thu về. Ăn còn chưa kịp xuôi, các anh đã lại rủ nhau đi chuẩn bị thêm vũ khí cho ngày mai. Cứ như thể săn bắt chuột hải ly đã trở thành thú vui và đam mê mới của họ vậy. Có lẽ vì quá háo hức nên khi một anh trong đoàn đề xuất đi săn đêm, anh nào cũng nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ thấy sau đó anh ba Trà Cú cùng những người bạn nhanh chóng có mặt trên thuyền. Lần này mọi thứ hiện ra không còn rõ ràng như ban ngày nữa. Thay vào đó nó mang vẻ ảm đạm đáng sợ. Sở dĩ anh ba đồng ý với ý tưởng đi săn đêm là vì anh đã có sự tìm hiểu trước rồi. Trên báo nói bọn này thường ra ngoài kiếm ăn khi trời tối. Vậy nên khởi hành vào thời điểm này sẽ giúp các anh thu về nhiều chiến lợi phẩm hơn. Tuy nhiên, có một số hạn chế không thể tránh khỏi là về tầm nhìn và việc xác định phương hướng. Do đó anh ba Trà Cú cẩn thận chuẩn bị thêm một thiết bị chuyên dụng. Nó có thể giúp anh nhận biết các chuyển động trong bóng tối dù là nhỏ nhất. Anh đã đầu tư kỳ công như này thì bọn chuột có chạy bằng trời. Diễn biến sau đó không nói cũng biết là cả đoàn có thêm rất nhiều nguyên liệu cho bữa tiệc tiếp theo. Ở đây bạn nào từng ăn thịt chuột thì cho mèo xin cảm nhận với. Chưa thấy các anh này ai ăn xong cũng thèm thuồng mà mèo tò mò quá. Chắc hôm nào phải quyết tâm tìm mua về ăn thử xem mùi vị nó ra sao mới được. Tiếp tục quay lại với chuyến hành trình giang dở của anh ba Trà Cú. Lúc này chiếc thuyền đã tiến ra giữa dòng. Ở hai bên sông các anh vẫn thấy thấp thoáng những bóng dáng cách xù của bọn chuột hải ly. Với khả năng thiện xạ bách phát bách trúng, anh ba tự tin sẽ đưa được tất cả về nhà cùng chơi trò nấu ăn. Tuy nhiên, vẫn có một số con không được ngoan ngoãn cho lắm. Nó cố gắng phản kháng bằng cách lao xuống nước khiến anh bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng không vì thế mà anh ba từ bỏ và để nó chạy mất. Anh nhanh chóng nạp thêm đạn vào súng rồi truy đuổi tới cùng. Chắc con chuột chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối đầu với kẻ săn mồi đáng sợ và dai dẳng đến thế. Ông trời không phụ lòng người, sau vài phát súng được bắn ra em nó đã thành công đi hóa kiếp. Theo cảm nhận của anh ba Trà Cú, sau lần đầu đi săn đêm thì không gian khá yên tĩnh chiêu chiêu. Vậy nên anh dễ dàng xác định được vị trí nơi bọn chuột đang ẩn náu. Thế nhưng song song với đó là nhược điểm liên quan đến tầm nhìn. Tầm nhìn bị hạn chế nên đôi khi anh phải bắn mấy phát liền mới trúng mục tiêu. Dẫn đến tình trạng là số đạn anh đem theo trước đó dần cạn kiệt. Từ giờ cho tới lúc chuyến đi kết thúc, anh ba phải cố gắng nhắm bắn chính xác hơn mới được. Vừa lắp thêm đạn vào hộp đựng, anh nhanh chóng vào thế. Và ta đa, vật chuột xấu số lần này khá to khiến anh nào cũng phấn khởi. Có khi nào từ ngày mai, thịt chuột sẽ trở thành thực phẩm chính có mặt trong bữa ăn hàng ngày của các anh không nhỉ? Thế thì đỡ phải tốn tiền ra chợ mua rồi. Trước khi trở về, cả đoàn không quên gửi lời chào tới các bạn khán giả của Mèo Ú. Hy vọng sau video hôm nay, mọi người đã tiếp thu được thật nhiều thông tin bổ ích và biết được loài chuột hải ly đang gây hại tới mức nào. Chưa dừng lại ở đó, bây giờ Mèo sẽ dẫn các bạn đi gặp thêm một nhân vật cũng có cùng đam mê với anh ba Trà Cú. Đó chính là anh Thái Dối. Mới sáng sớm tinh mơ người ta đã thấy anh ra khỏi nhà. Và điểm dừng chân lần này là một hòn đảo tương đối vắng vẻ. Có thể những bạn chưa biết sẽ tò mò rằng tự nhiên anh ra đấy làm gì. Nhưng chuyện anh nổi hứng đi sinh tồn nó đã diễn ra bình thường như cơm bữa rồi. Cứ khi nào cảm thấy cuộc sống bình yên quá là anh sẽ nghĩ cách để làm cho nó dậy sóng hơn. Không mất quá nhiều thời gian, anh Thái đã tới được nơi cần tới. Xung quanh chủ yếu là sỏi đá và cây cối. Trước tiên anh nghĩ mình sẽ cần set up một chỗ để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian lao động vất vả. Nhưng lao động cái gì và có vất vả thật hay không thì anh chưa biết. Chỉ thấy hô biến một cái, căn lều với màu đỏ chói lọi đã được anh dựng lên vững chãi. Do đã có kinh nghiệm từ N lần trước đó nên chuyến này anh mang đầy đủ đồ nghề. Ngoài lều ra thì trên thuyền còn có dây thừng, bẫy cá và đệm hơi. Đi sinh tồn mà Mèo cứ tưởng anh đang nghỉ mát không á. Lúc này đã an cư rồi thì anh lại phải vắt óc để nghĩ cách lạc nghiệp. Cụ thể ở đây là làm sao kiếm được đồ ăn càng nhanh càng tốt. Cái bụng không đáy của anh đang bắt đầu có dấu hiệu đả đảo rồi. Suy đi tính lại thì chỉ có câu cá là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Và lại anh còn có trong tay chiếc cần câu gia truyền ba đời để lại. Thế thì lo gì chết đói nữa. Nhưng lý thuyết là vậy, còn thực hành chúng ta phải chờ tới cuối mới biết được. Có thể thấy anh Thái nhẹ nhàng di chuyển mồi câu như thể đang muốn mời gọi bọn cá vậy. Hoặc cũng có thể đây là một mẹo hay mà anh đã được ông cha truyền dạy. Bạn nào đang ấp ủ ý định trở thành cần thủ thì chịu khó tập trung vào nhé. Biết đâu lại học lỏm được kiến thức gì đó bổ ích thì sao? Bằng một cách thần kỳ nào đó, con cá đầu tiên xuất hiện trong sự hân hoan hồ hởi của anh Thái. Nhưng sau đó lại thấy anh thẳng tay thả con cá đi. Vì anh bảo chỉ một con chẳng bõ dính răng. Còn chưa kiếm được gì cho bữa tối mà màn đêm đã buông xuống. Anh quyết định quay trở về chỗ lều trại để tránh khỏi sự tấn công của bọn thú dữ. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này anh chẳng sợ gì. Chỉ sợ nhất là gặp phải mấy con động vật ăn thịt. Chúng nó thấy anh béo tốt thế này rồi mỗi con xin một miếng thì anh toang. Đang tưởng tối nay có tôm ăn thì ai ngờ con tôm ấy đang lột xác. Thế là anh đành chuyển sang kế hoạch B là oánh chén mấy hộp đồ ăn sẵn đã mang theo từ trước.
Những lúc thế này có thứ để lấp đầy cái bụng đói là tốt lắm rồi. Anh đâu có quyền kén cá chọn canh. Và thế là anh Thái Dối đã có bữa ăn đầu tiên trên hoang đảo. Tuy không được như kỳ vọng nhưng anh cũng tương đối hài lòng rồi. Sáng hôm sau vẫn còn được thức dậy nhìn thấy ánh mặt trời là coi như đã thành công. Theo kế hoạch thì ngày hôm nay anh sẽ tiến hành đặt một vài chiếc bẫy. Dành cho bạn nào chưa biết thì đây là một trong những cách há miệng chờ sung hiệu quả nhất. Chỉ cần nhét mồi vào phía trong rồi chờ đợi bọn cá tự chui đầu vào. Thế là tối nay anh Thái sẽ có một bữa buffet hải sản no nê. Cái kịch bản ấy nó đẹp nhưng có xảy ra không thì mèo không chắc. Và đây cũng sẽ là cái kết mở mà mèo muốn dành cho các bạn. Mọi người hãy cùng để lại dự đoán của mình dưới phần bình luận xem liệu anh Thái Dối có bắt được con cá nào không nhé. Mèo sẽ bật mí đáp án trong video tiếp theo nha. Còn bây giờ, khi đã yên tâm những chiếc bẫy được đặt đúng vị trí, anh Thái miệt mài xách cần đi câu thêm lần nữa. Anh không tin lịch sử trắng tay sẽ lặp lại. Có lẽ để tăng độ khó cho trò chơi dự đoán số cá mà anh Thái bắt được, mèo sẽ tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.